Bạn đang nghe truyện trên kênh Aladdin Tin Tin, truyện Đức Phật và nàng, Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh, chương 33, Ai Nợ Ai. Tỉnh dậy thấy Pusisera đang ngồi trước mặt, ánh mắt đăm chiêu, chăm chú quan sát gương mặt tôi. Tôi lẳng lặng đứng lên, hôm nay là ngày cuối cùng của tôi ở Khâu Từ. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, nhét chặt hai chiếc ba lô North Face, lát nữa tôi sẽ đến điểm hẹn để gia nhập đoàn thương nhân. Khoác áo lên người, tôi đưa tay xuống dưới gối, không thấy gì cả. Kéo gối ra cũng không thấy. Nhìn quanh xem có rơi đâu đó không, vẫn không thấy. Đâu rồi nhỉ? Đừng tìm nữa. Giọng nói đượm vẻ mệt mỏi của Pusiseda cất lên. Tôi giấu đi rồi. Cậu... Tôi nổi giận. Sao cậu lại làm vậy? Trả lại cho tôi. Không có cái vòng bự tướng ấy, chị sẽ không bay được lên trời. Cậu... Việc đó mà cậu ta cũng nghĩ ra, thật liều lĩnh. Trả chiếc đồng hồ. À không, trả chiếc vòng lại cho tôi. Nếu cậu bất cẩn ấn vào nút đó thì hậu quả khôn lường. Hậu quả ư? Cậu ta cười mỉa, thái độ bất cần. Hậu quả là tôi sẽ bay lên trời ư? Không, không có áo chống tia phóng xạ, cậu ta chẳng thể bay đi đâu. Khi đó sẽ có một luồng ánh sáng cực mạnh. Nếu bị chiếu vào, chỉ vài ngày sau, thân thể cậu sẽ tan rửa, cạn máu mà chết. Tôi tưởng tượng ra hậu quả khủng khiếp ấy để dọa cậu ta. Được thôi, tôi sẽ không động vào bất cứ thứ gì, nhưng cái vòng đó tôi sẽ giữ. Pusiseda tỏ ra không biết sợ hãi là gì, thản nhiên đứng lên, cười với tôi. Nếu chị cho rằng vào phòng tôi có thể tìm thấy chiếc vòng, thì xin mời, tự nhiên. Pusiseda, cậu muốn gì? Tôi mệt mỏi dựa vào thành giường. Sao cậu ta cứ gây chuyện vào lúc tâm tư tôi rối bời thế này? Muốn gì? Chị còn không hiểu hay sao? Cậu ta sáp lại gần tôi, đáy mắt vằn lên những tia đỏ. Tôi biết bây giờ chị vẫn chưa yêu tôi, nên tôi phải tận dụng thời gian. Tôi cắn môi, nghiêng đầu đi, không muốn nhìn thấy cậu ấy. Vô ích thôi. Cứ mặc tôi. Cậu ta đột nhiên nổi đoá, cáu gắt. Dậy mau, đến giờ phải đi rồi. Đi đâu? Thành cổ Takian. Tôi và các anh em sẽ đưa chị đến đó. Tôi gần như bị cậu ta nhấc lên xe. Không muốn nhưng tôi đấu không lại được với sức mạnh của cậu ta. Chỉ đành ngậm đắng nuốt cay ngồi yên trong xe. Pusiseda cùng bốn người bạn trong đội cấm vệ quân hộ tống tôi ra khỏi thành Khâu Từ. Cổ xe lắc lư, tôi thẫn thờ. Cảm giác có thứ gì đó đang dồn tụ trong lòng, muốn đẩy ra không đẩy được, muốn nuốt vào không nuốt được. Sáng sớm hôm qua, tôi đứng nép vào một góc tường cách cổng chùa không xa, lén dõi theo cậu ấy. Rất nhiều người đã đến tiễn Bandudatta, người dân trong thành Subas cũng kéo đến rất đông. Cả biển người nhấp nhô, chen chúc kín hết khoảng không gian trước cổng chùa. Tôi không thấy Rajiva đâu cả. Mãi đến khi cậu ấy lên lưng lạc đà, tôi mới vội đưa tay xoa nhẹ chiếc cổ đã tê dại về mỏi của mình và dặn lòng không được chớp mắt. Cách nhau cả biển người mênh mông, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi cô đơn trong mắt cậu ấy. Lúc Rajiva đưa tay lên để lộ chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương đã sờn bạc, tôi bất giác nắm chặt vành khăn lụa Atala choàng trên cổ. Lục lạc vang lên lanh canh. Rajiva dõi mắt kiếm tìm nhưng vô vọng. Cậu ấy cúi đầu, xoay người bước đi. Đoàn người dằn dặc nối nhau với những chiếc áo cà sa màu nâu sòng chậm chậm trôi xa, rồi mất hút ở một khúc quanh nơi hẻm núi Thiên Sơn heo hút. Tôi không nén nổi nước mắt. Xe ngựa lắc lư, nghiêng ngả. Tôi mê man đắm chìm trong từng khoảnh khắc của hồi ức, cho đến khi Pusiseda thông báo đoàn xe phải dừng lại để dừng trại. Tôi phớt lờ sự tức giận trào lên trong sóng mắt của Pusiseda, ăn uống qua loa rồi nhanh chóng rút về láng trại của mình. Cậu ta bướng bỉnh đi theo, tôi lẳng lặng xoay lưng lại, nằm xuống ngủ, xem cậu ta như không khí.
Pusiseda thở dài, buồn bã bước ra. Chúng tôi đến Taikyan lúc chiều muộn ngày hôm sau, hoàng hôn đổ dài trên những bức tường loang lổ. Chứng kiến khung cảnh tiêu điều ấy, nỗi buồn như thủy triều dâng lên xâm chiếm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán nản với công việc như lúc này. Đột nhiên băn khoăn, liệu việc tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định vị trí của một thành trì đã hoang tàn sau gần 2.000 năm bãi bể nương dâu có thực sự ý nghĩa hay không? Con người luôn vội vã tiến về phía trước. Mọi thứ trong thế kỷ 21 thay đổi chỉ trong tích tắc. Liệu ai có đủ kiên nhẫn từng bước để chiêm nghiệm những thứ đã thuộc về quá khứ? Rajiva cũng vậy. Ngoài những nhà nghiên cứu về Phật giáo và lịch sử, thử hỏi có bao nhiêu người biết đến sự tồn tại của cậu ấy? Hoạt hình Nhật Bản đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của giới trẻ. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu bạn trẻ biết rằng các nhân vật quen thuộc với tên gọi thường khiến chúng ta líu lưỡi khi đọc như Asura, Dragon, Yaksa, Gandhava, Garuda, Kinava đều là thành quả dịch thuật của Rajiva. Tôi uể oải lôi đồ nghề ra, mặc lòng có thích hay không, lúc này tôi phải làm một việc gì đó mới được. Nếu không, đầu óc tôi sẽ nổ tung vì những suy nghĩ chất ngất, hỗn độn mất. Lúc đầu tôi một mực từ chối sự giúp đỡ của Pusiseda, nhưng cậu ta nằng nặc dằn lấy thước cuộn nên tôi đành để mặc cậu ta giúp. Buổi tối, chúng tôi dừng trại trên nền đất cũ hoang tàn, đổ nát của thành phố cổ. Ngồi bên đống lửa gặm bánh nướng Khâu Từ trèo trạo nhai, nuốt từng miếng, tôi nhanh chóng bỏ cuộc, đưa mắt về phía tòa thành hoang phế trong đêm u tịch. Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu, có đang ngồi trước đống lửa và bận lòng về ai đó như tôi không? Còn nhớ lần đầu tiên gặp Rajiva cũng vào một đêm tháng 10 giữa sa mạc mênh mông hoang vu. Khi ấy cậu ấy vẫn là một thiếu niên, đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn tôi đầy vẻ hiếu kỳ. Chị đang nghĩ gì thế? Một cốc nước được đẩy đến trước mặt tôi, ánh lửa bập bùng trong mắt Pusiseda. Cậu ta giống Rajiva quá. Tôi đón lấy cốc nước, áp tay vào sưởi ấm. Nơi đây từng là đô hộ phủ của bang Siêu tại Tây Vực. 16 năm chinh chiến của cha con bang Siêu đã làm thay đổi lịch sử Tây Vực và cả lịch sử Khâu Từ. Pusiseda ngồi xuống bên cạnh tôi, hướng mắt vào đống lửa. Kể cho tôi nghe về ông ấy đi. Tôi rất ngưỡng mộ bang Siêu. Cha ông là bang Bưu, anh trai là bang Cố, em gái là bang Chiêu. Họ đều là những nhà sử học và nhà văn nổi tiếng thời Hán. Bản thân ông lúc đầu cũng theo nghiệp văn chương, nhưng sau đó đã bỏ bút để cầm gươm. Tôi nhấp một ngụm nước, hồi tưởng là giai đoạn lịch sử hào hùng ấy. Hán Vũ Đế ra lệnh cho Trương Khiên khai thông Tây Vực, thi hành chính sách kết giao hòa hảo. Chỉ cần các tiểu quốc Tây Vực thuận theo nhà Hán, không những không phải cống nạp, mà còn được Hán triều ban thưởng và cấp cho các kỹ thuật tiên tiến của Trung Nguyên. Thái độ cầu hòa này khác hẳn với chính sách xâm chiếm tàn bạo của quân Hung Nô đối với Tây Vực. Bởi vậy, trong một thời gian dài, Tây Vực đã hoàn toàn quy thuận triều Hán, khiến quân Hung Nô vô cùng tức tối. Nhưng đến cuối đời Hán, Vương Mãn soán ngôi, thiên hạ đại loạn, quân Hung Nô được dịp ngóc đầu dậy, khống chế toàn bộ Tây Vực. Đến khi Minh Đế, con trai của Quan Vũ Đế lên ngôi, mới phái Đậu Cố điều binh tấn công quân Hung Nô ở phía Bắc. Từ đó lịch sử đã viết lên những trang hào hùng về cuộc đời người anh hùng Ban Siêu. Thành Quách Tiêu Điều ủ mình trong gió thu se sắt là chứng tích của những tháng năm huy hoàng ấy. Ban Siêu cùng với đội quân 36 người của mình đã chiến đấu và tiêu diệt 130 tên địch. Từ chiến thắng đó, người đời mới có câu ngạn ngữ: không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Khi Hán Dương Đế quyết định từ bỏ Tây Vực và hạ chiếu triệu hồi Ban Siêu về Trung Nguyên, ông đã kháng chỉ và cùng các tộc người Tây Vực kiên trì trấn giữ Xu Lắc suốt 5 năm trời. Số binh lính người Hán dưới quyền chỉ huy của ông không nhiều, nhưng ông đã thuần phục được các tiểu quốc Tây Vực bằng nhân cách và tài trí của mình. Sau rất nhiều nỗ lực của cha con Ban Siêu, Khâu Từ đã quy thuận nhà Hán. Vương triều nhà Bạch do Ban Siêu dựng lên đã cai quản Khâu Từ gần 800 năm. Nhưng đến thời kỳ này, Khâu Từ không còn nghe theo hiệu lệnh của Trung Nguyên nữa,
nên mới dấy lên cơn binh biến, để rồi 11 năm sau, Rajiva sẽ phải đối diện với bước ngoặt lớn trong đời. Trái tim như vỡ ra, rỉ máu, cảnh sắc trước mắt như cũng nhuốm một màu sẫm đỏ. Tôi nhắm mắt lại. Sao chị không kể tiếp? Cậu là người Khâu Từ kia mà, sao lại không hay biết về giai đoạn lịch sử này? Mở mắt ra, sắc đỏ biến mất, chỉ thấy đôi mắt Pusiseda long lanh, dò xét. Tôi cười buồn. Tôi không sao, không cần nghĩ cách làm thay đổi tâm trạng của tôi đâu. Cậu ấy mỉm cười rồi yên lặng. Quan hệ giữa cậu và Bạch Chấn thế nào? Cậu ta nheo mày. Vẫn ổn, sao chị hỏi chuyện này? Tôi do dự nhưng rồi quyết định vẫn nói ra. Cậu đừng làm quân nhân nữa, được không? Pusiseda tỏ ra kinh ngạc, nhìn tôi đầy nghi hoặc. Có thể cậu cho rằng lời nói của tôi là hàm hồ, nhưng hãy tin tôi, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, chậm rãi buông từng tiếng. Ngày sau, Khâu Từ sẽ trải qua biến cố rất lớn, gia nhập quân đội sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hãy kết thân với Bạch Chấn, người đó rất có thể sẽ là chỗ dựa của cậu trong tương lai. Pusiseda dường như quá đỗi kinh ngạc, trầm ngâm hồi lâu, lúc sau mới nhếch môi cười rất khó khăn. Không ngờ, chị cũng đã tiết lộ cho tôi biết trước tương lai của mình. Chưa hết ngạc nhiên, bàn tay tôi đã bị cậu ta nắm chặt, giọng nói dịu dàng đến bất ngờ. Ở lại bên tôi, cùng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn mà chị vừa nói, được không? Cậu ta đặt tay tôi vào lòng mình. Chị là tiên nữ, chị là tiên nữ giàu lòng từ bi, chắc sẽ không để mặc tôi chịu khổ, đúng không? Tôi gượng gạo vùng thoát, chạm phải vết thương, không chịu nổi tôi kêu đau. Pusiseda lập tức buông tay. Cậu ta thở dài, vẻ đau buồn gần trong đáy mắt, quay lại với ngọn lửa bập bùng. Ngại tình, nếu tôi xuất gia, liệu chị có thích tôi không? Cậu... Tôi giật mình. Cậu nói bậy gì thế? Cậu ta cười vang. Đùa chị thôi, tôi mà xuất gia, sẽ có không biết bao nhiêu cô nàng khóc sưng mắt lên mất, rồi tôi lại phải phá giới để dỗ dành họ thôi. Người như tôi chẳng thể thành Phật được. Tôi bật cười. Pusiseda, rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào? Không biết, chị có xinh lắm đâu, ngực lại nhỏ. Không biết tôi thích chị ở điểm gì cơ chứ? Cậu ta nhìn tôi, nụ cười vụt tắt, nhẹ nhàng cất giọng. Ngải tình, chị rất thuần khiết. Đôi mắt màu xám nhạt từ tốn chiêm ngưỡng khuôn mặt tôi. Đôi mắt thuần khiết, nụ cười thuần khiết, tâm hồn thuần khiết. Ở bên chị, tôi thấy mình cũng trở nên thuần khiết, không muốn nghĩ đến những chuyện bậy bạ nữa. Cậu ta nhắm mắt lại, lúc mở ra nhìn tôi, ánh mắt buồn xa xăm. Ngải tình, chị nhất định phải về trời ư, không thể lưu lại nhân gian ư. Tôi đứng lên. Khuya rồi, đi nghỉ thôi. Sáng sớm hôm sau chúng tôi lên đường quay về. Tôi vốn chẳng có hứng để làm việc, lại cũng không muốn ở cùng Pusiseda nên đã đề nghị về sớm. Nhất định phải lấy lại được chiếc đồng hồ vượt thời gian. Tôi đã ở Khâu Từ gần nửa năm, nếu không gấp rút lên đường, có khi vừa đặt chân tới kinh đô Trường An, thời hạn một năm đã hết, chưa gặp được Phù Kiên đã phải quay về thế kỷ 21 cũng nên. Chúng tôi phải dừng trại qua đêm trên đường. Lẽ ra chỉ tối hôm sau là có thể về đến thành Khâu Từ. Nào ngờ trưa hôm đó, chúng tôi đang nghỉ ngơi trong rừng dương thì xảy ra một biến cố lớn. Khi ấy chúng tôi vừa nghỉ ngơi xong, đang chuẩn bị lên đường. Vừa bước vào xe, tôi bỗng nghe thấy những tiếng động lạ. Khẽ thò đầu ra ngoài thì một vật thể lạ đột ngột bay vút tới, cắm phập vào cửa xe. Tôi lập tức nhận ra đó là một mũi tên. Tiếng Pusiseda gào lên. Ngải tình, vào xe, ngồi yên trong đó. Vừa ngồi xuống, cổ xe bỗng nghiêng về phía sau. Bên ngoài tiếng ngựa hí lên thảm thiết, cổ xe lao đi như bay. Xe ngựa rung lắc dữ dội khiến tôi ngã lên ngã xuống đau điếng.
Tôi cố sức bò ra cửa xe, vất vả lắm mới kéo nổi rèm cửa. Tôi thấy một mũi tên cắm trên lưng con ngựa, còn phu xe thì đã mất tâm mất dạng từ bao giờ. Bốn bề là sa mạc hoang vắng, không thấy Pusiseda. Tôi chao đảo, choáng váng, buồn nôn nhưng vẫn cố gắng gượng lết đến bên cánh cửa, cắn răng con người nhảy xuống. Không biết tôi đã lăn trên mặt đất bao nhiêu vòng, chỉ thấy cánh tay bị thương truyền đến cơn tê buốt, rụng rời. Sau đó đầu tôi va phải một vật gì đó rất lạnh. Trời đất tối sầm và tôi không thấy gì nữa cả. Hết chương 33.